Xin chào tất cả anh chị em đã quay trở lại với đầu tư tiền điện tử Elephone đây. Thì trong khoảng 2 tháng vừa qua đó anh chị, từ đầu năm đến giờ thì chúng ta thấy rằng là đã có rất là nhiều những dự án AI đã tăng trưởng như là Aegis này, BHP Phoenix nha anh chị nha, hay là những cái dự án khác như là MDT. Đó, những cái dự án mà em đã review cho anh chị thì đều có cái mức tăng trưởng là hơn x2 cả. Và đến thời điểm hiện tại thì em cũng muốn giới thiệu đến anh chị tiếp về một cái dự án làm về AI nha anh chị. Và ở trong video ngày hôm nay chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu và đưa ra những cái đánh giá, kể cả là những cái rủi ro khi anh chị muốn đầu tư vào dự án này, và cũng như là những cái điểm mạnh của nó ở trong dự án này là gì. Đây là cái dự án tên là Bitrun nha anh chị, với mã viết tắt của nó là Bcut. Thì trong thời gian vừa qua, nếu như anh chị xem những cái đồng mà được mở bán ICO ở trên Coinlist, thì đây là cái dự án đã được mở bán ở trên Coinlist ở trong thời gian vừa qua nha anh chị. Thì ở trong thời gian vừa qua thì như anh chị thấy là đây là cái đồng Bitrun, và nó được mở bán ở cái vùng giá là khoảng 0.055. Và những anh em nào đã mua ICO ở trong cái thời gian trước đó là khoảng 14 tháng 2 năm 2023 thì hiện giờ đang có cái mức lời khá là tốt. Vậy thì những cái dự án được mở bán ICO ở trên Coinlist, thứ nhất là nó là những cái dự án có chất lượng, có sản phẩm và cũng như là nó có uy tín thì nó mới được mở bán ở trên Coinlist anh chị. Và khi nó được mở bán ở trên Coinlist với những cái vùng giá thấp như thế này thì liệu trong thời gian tới ở cái vùng giá hiện tại là khoảng 0.33 chúng ta có thể xem xét để đầu tư được hay không, thì em sẽ đánh giá cho anh chị xem qua những cái thông tin mà em sẽ cập nhật đến anh chị nhé. Và để mà trong thời gian tới anh chị có thể là đầu tư vào cái dự án Bitrun này, Bitcoin này á, thì anh chị hoàn toàn có thể là đầu tư ở trên Bybit. Thì họ cũng đã listing cái đồng Bitcoin này và để mà ủng hộ team, để mà có thể là mua những cái dự án mới hơn về altcoin ở trong thời gian tới, thì anh chị hoàn toàn có thể là click vào cái đường dẫn đăng ký em để dưới phần mô tả video này nhé. Rồi thì về cái vấn đề đầu tiên mà chúng ta cần phải thấy được cái rủi ro nó có là gì anh chị? Thì hiện giờ những cái thông tin mà chúng ta có được á, là cái lượng supply, cái lượng cung ra thị trường của nó là khoảng 1 tỷ cái đồng Bitcoin này. Và hiện giờ thì nó mới cung hiện hành ra là khoảng 9,23%, tức là cho là 10% đi, thì còn 90% nữa sẽ được gọi như là unlock và mở ra ở trong thời gian tới. Thì đây là cái điểm đầu tiên mà chúng ta cần lưu ý là nó có rủi ro. Nó có rủi ro chứ không phải là không nha anh chị nha. Và đây là cái mặt gọi như là xấu nhất của nó ở thời điểm hiện tại. Tiếp đến là chúng ta hãy xem về listing. Thì listing thì nó cũng đã được list lên những cái sàn cũng tương đối là uy tín ở trên thị trường hiện tại rồi, như là Bybit này, Gaia này, KuCoin này, Crypto.com, CoinSET.com vân vân. Thì rất là nhiều sàn đã listing cái dự án này rồi. Và đối với cái vấn đề quan trọng nhất, đối với cái quan trọng nhất ở đây á, là cái mà anh chị sẽ lo ngại, đó là về cái cung ra thị trường, cái unlock nó như thế nào. Thì anh chị có thể là xem ở trên drop tab ha, thì nó sẽ có rất là nhiều những cái thông tin về những cái đồng coin khác nhau ở trên thị trường và những cái phần vesting vân vân đó anh chị. Thì chúng ta hãy đi vào cái mục vesting nha anh chị. Thì ở đây chúng ta thấy rằng là cái lượng vesting ở đây nó tương đối là cũng nhiều chứ không phải là ít ha anh chị ha. Như là vòng seed round là cái vòng lớn nhất ở thời điểm này là 32 triệu đô nè anh chị nè. Ở vòng chiến lược là 9 triệu đô anh chị ha. Rồi tiếp đến là public sale on Coinlist, là mở bán vòng ở trên Coinlist là 16,11 triệu đô. Sẽ được unlock ở trong thời gian tới ở vùng giá hiện tại. Team Advisor là 57 triệu đô, cũng tương đối là nhiều nha chị. Rồi Aerob Bull là 3 triệu đô nè. Hệ sinh thái là 59 triệu đô nè. Rồi Aerob 1 là 1,4 triệu đô nè anh chị nè. Rồi những cái vòng khác như là Buffer là 11,75, hay là những cái liên quan đến grow là tăng trưởng của nó để giúp là tăng trưởng cái dự án này á, là 22 triệu đô, và cũng như là listing và cũng như là market maker đó là 10 triệu đô. Thì khi chúng ta nhìn về những cái con số này á, cái đầu tiên á, là tại sao một cái dự án được mở ra như vậy mà nó, một cái dự án được bán cho con list, một cái dự án khá là lớn như vậy mà nó có cái giá trị unlock nó tương đối là thấp, chỉ nếu mà tính ra là vài trăm triệu đô ở đây thôi. Thì anh chị phải hiểu rằng là nó sẽ có một cái thời gian rất là dài, đến 2028 lận nha chị. Đến tháng 1 2028 thì cái vấn đề unlock của nó mới kết thúc. Mới kết thúc nha anh chị. Cho nên là nó sẽ còn một cái thời gian dài hơn nữa để mà có thể là bị unlock ra. Nhưng mà ở trước mắt, nếu chúng ta nhìn về cái upcoming event, có nghĩa là cái thời gian tới nó unlock ra như thế nào ấy, thì anh chị thấy là tháng 3, tháng 4 và tháng 5 là ba cái lịch hiện giờ nó sẽ unlock nha anh chị. Và nó chỉ nằm ở quanh quanh khoảng là 6 triệu đô này. 5 triệu đô, 6 triệu đô. Nói chung là nó cũng tương đối là ít ở trong những cái tháng tới. Ha chị ha. Trong những cái tháng tới thì nó vẫn có cái khả năng là unlock ra, nhưng mà cái vấn đề unlock đây thì nó khá là thấp, cho nên em thấy được cái tiềm năng của nó vẫn có thể là tăng trưởng thêm một cái nhịp nữa khi nó đang được listing ở trên những cái sàn đó. Và cũng như là nếu mà họ muốn xả, thực sự nha, nếu mà họ muốn xả hoặc là họ muốn lấy vốn ra để đầu tư cho dự án này thì em nghĩ rằng là họ sẽ phải bung lên một cú nữa ở trong thời gian tới. Và thời gian gần đây thì anh chị thấy rằng là
AI ha, một cái trend mà thời gian gần đây nó đã tăng trưởng rất là nhiều, những cái dự án làm về AI đều có những sự tăng trưởng cả, thì em vẫn đặt một cái niềm tin rằng là cái dự án này nó có khả năng ở trong thời gian tới để nó phát triển và nó tăng trưởng được nha anh chị nhé. Đó, thì đây là cái đánh giá sơ bộ về cái vấn đề vesting để anh chị thấy rằng là ở cái vùng giá hiện tại, cái tỷ lệ tăng trưởng của nó vẫn sẽ có thể là xảy ra. Nó vẫn có thể xảy ra để anh chị có thể là xem xét và đưa ra quyết định đầu tư của mình. Nói chung là nó vẫn có cái rủi ro rằng là những cái lịch unlock này nó sẽ xuống mà gọi như là market maker nó không gọi như là đẩy lên, hoặc là dự án dev nó không có trợ giá, nó không có gom lại thì nó vẫn sẽ bị rơi giá thôi. Cho nên đó vẫn sẽ là một phần rủi ro mà anh chị cần phải suy nghĩ và đưa ra cái quyết định của mình. Em không có đụng đến tiền của anh chị nha. Tiền của anh chị muốn đầu tư như thế nào đó là quyền của anh chị, nhưng mà ở đây em đang chỉ ra cái dự án mà team đang quan tâm. Và em đưa ra những cái khuynh hướng và những cái vùng giá để anh chị xem trước. Thì trước khi chúng ta nói đến những cái vùng giá hiện tại có nên gom hay không ấy, thì chúng ta hãy xem xét về những cái sản phẩm của nó, đúng không ạ? Hãy xem nó làm cái gì thì chúng ta mới đưa ra quyết định nó tốt hơn được anh chị. Thì đây là cái trang web của nó, và anh chị có thể là vào ở trong cái trang là bizrun.com để chúng ta xem thêm những cái thông tin, và chúng ta hãy phân tích lại một lần nữa nha anh chị nhé. Đó, thì đây là một cái dự án làm về là AI tăng cường dành cho phi tập trung ha. Một cái sự AI ha, những cái con AI làm để nó giúp cho cái tính phi tập trung nó tốt hơn, và cũng như là đưa ra nhiều cái tính năng mới hơn dành cho cái những cái dự án làm về AI này. Và nó là một dự án chuyên về dữ liệu NFT ha, mạng lưới dữ liệu về NFT có kết hợp AI tăng cường anh chị nhé. Đó, thì về những cái tính năng cơ bản của nó ở đây thì anh chị thấy rằng là nó sẽ có những con AI ha, nó sẽ sử dụng những con AI của nó để nó tăng cường về cái vấn đề là phân tích NFT, chất lượng của NFT như thế nào. Thì nó sẽ giúp cho những cái anh em nào mà chuyên đầu tư về NFT á, họ sẽ nhìn vào đây là một cái dự án NFT nó mới ra mắt nè, vùng giá nó ổn nè, mọi thứ nó ok, để anh chị có thể xem xét là dự án nào nên đầu tư hay không. Rồi tiếp đến là nó sẽ đến một cái bước nữa, đó là điều tra về dữ liệu hả. Cái này gọi là pháp y nhưng mà em nghĩ là không đúng, nếu mà dịch ra thì không đúng là pháp y đâu, mà gọi là điều tra dữ liệu đi ha, cho nó dễ hiểu. Thì nó sẽ lấy cái mạng của Bitrun ha, lấy cái mạng của Bitrun và cung cấp dữ liệu điều tra chi tiết về những cái dữ liệu của NFT mà anh chị muốn đầu tư đó ha. Và cũng như là nó sẽ đánh giá cho anh chị về cái mức độ rủi ro nè, risk nè, hay là những cái liên quan đến lừa đảo, những hoạt động lừa đảo nè, để anh chị có những cái yếu tố nó chắc chắn hơn, và anh chị xem xét rằng dự án NFT đó nó có ok không để chúng ta có thể là xem xét để chúng ta gom, chúng ta đầu tư về NFT được. Thì đây là một cái điểm khá là hay. Tiếp đến là về API, nó sẽ có một cái công nghệ tích hợp dữ liệu API của Bitrun và những cái ứng dụng của họ, và những cái ứng dụng ở trong mạng của họ đó anh chị. Và nó sẽ giúp cho cái hệ sinh thái của NFT nó sẽ phát triển tốt hơn. Có nghĩa là khi anh chị sử dụng API của Bitrun á, anh chị có thể là lấy những cái dữ liệu về cái sự phân tích NFT của nó nè, điều tra NFT của nó nè, thông qua API thì anh chị có thể là mua bán vân vân được. Nói chung là khá là tốt ở cái điểm này. Rồi tiếp đến nữa là hệ sinh thái thì của nó là sẽ hướng đến cộng đồng hướng đến cộng đồng nha chị. Thì nó khuyến khích là những anh em nào mà đóng góp mã hoặc là những cái nội dung lại về NFT á anh chị, thì nó sẽ cho phép là phát triển và cũng như là sẽ sàng lọc ra những cái dữ liệu đó thông qua những AI của nó nữa. Đó, đây là cái điểm mà nếu như anh em nào mà chuyên vẽ tranh hay là chuyên thiết kế về những cái NFT thì có thể là xem qua cái dự án Bitrun này. Đó, nói chung là nếu anh chị làm sạch thật sự mà anh chị làm một cái NFT sạch thì anh chị vẫn có thể là tạo ra được những cái nguồn thu nhập khổng lồ của mình thông qua cái vấn đề này nó sẽ hỗ trợ rất là nhiều cho cộng đồng của nó. Rồi tiếp đến là khả năng tương thích đa nền tảng nha chị, có nghĩa là nó sẽ giúp cho anh chị có thể là kết nối qua rất là nhiều cái loại blockchain khác nhau. Hiện giờ em có thấy được rằng là nó đang có những cái mạng như là Ethereum nè, Chainlink nè, Binance, Avalanche, và thời gian tới sẽ còn rất là nhiều nữa. Thì đây là một cái điểm khá là hay ở thời điểm này, thì bởi vì là NFT thì anh chị biết được rằng là nhiều mạng lưới càng tốt, bởi vì là cái chợ của nó ở trên thị trường thì rất là đông ở trên những cái chuỗi khác nhau. Và nếu như mà nó có một cái chuỗi chéo, một cái nền tảng chéo giúp cho những người đầu tư về NFT có thể là hướng đến được ok ha. Rồi tiếp đến nữa là nó sẽ tận dụng những cái sự hữu ích của phi tập trung. Thì cái mạng Bitrun của nó thì sẽ loại bỏ đi những sự cần thiết ở trung gian. Anh chị có thể là mua NFT qua trung gian này nọ thì nó sẽ không cần thiết nữa, mà nó sẽ giúp cho anh chị đứng ở giữa để anh chị có thể là giao dịch thông qua phi tập trung, có nghĩa là không cần phải có một người thứ ba đứng vào giao dịch giữa anh A và anh B nữa, mà nó sẽ là cái dự án này sẽ đứng ở giữa và nó sẽ giúp cho anh chị về cái vấn đề đó giúp cho anh chị có thêm tính minh bạch hơn nè. Anh chị phải mua tay trao tay những NFT đó nữa thì nó sẽ đứng giữa, nó giúp cho cái bài toán này nó dễ dàng hơn. Rồi về những cái khác
như là cái vấn đề là sử dụng như thế nào á, những cái trường hợp nào mà nó sẽ sử dụng đến Bitrun á, thì anh chị thấy rằng là nền tảng phân tích FT, tại vì chúng ta đã nói rồi anh chị, giao thức cho vay FT thì ở đây nó cũng sẽ hỗ trợ cho mọi người có thể là cho vay bằng NFT. À, khá là hay nha anh chị nha, nếu anh chị nào sở hữu NFT thì có thể là lấy nó ra để có thể là dự án nó định giá và sau đó anh chị có thể là cho vay được, à, vay được nha anh chị. À, thì nó cũng sẽ ứng dụng vào cả DeFi nữa để anh chị có thể là mua bán giao dịch vân vân, như những cái yếu tố cốt lõi của thị trường phi tập trung đó là DeFi nha anh chị. Tiếp đến là nó sẽ có liên quan đến là phát hiện và cũng như là cảnh báo gian lận cho anh chị. Đó, đây là cái mà chúng ta đã nói hồi nãy nè. Rồi và sau đó là có những cái khác nữa như là an toàn tuân thủ những cái quy định của nó vân vân. Ở đây nói chung là về cái những cái use case của nó là những cái tính năng mà anh chị có thể là sử dụng thường ngày á, thì nó có đáp ứng đầy đủ ở đây. Nói chung là cũng ok về một cái dạng là về AI. Và cái tiếp đến mà em thấy rằng là nó khá là quan trọng nha chị nha, nó khá là quan trọng đối với dự án này. Khi được mở bán trên Coinlist thì đương nhiên là nó có phải có một cái sản phẩm này, nó phải có sự uy tín đúng không chị. Thì nó đang có những cái backer như là Animoca, Friends, rồi Combay Venture, Chainlink, Polygon, Husky Capital, tất cả những cái ông lớn ở đây đều có máu mặt ở trong thị trường crypto từ trước đến giờ rồi. Thì đó, đây là cái phần mà nó giúp cho dự án này nó có thêm những cái sự uy tín để anh chị có thể là xem xét và cũng như là đầu tư trong thời gian tới nha anh chị nha. Đây mạng hỗ trợ thì chúng ta đã nói rồi. Ở về những cái partner thì bao gồm Chainlink, Polygon, con Telegraph vân vân. Đó, nói chung, nhìn chung nha anh chị, về những cái tính năng và sản phẩm của nó tập trung hoàn toàn vào NFT, giúp cho cái cộng đồng những nhà đầu tư về NFT có thêm nhiều cái sự lựa chọn nó chính xác hơn. Có thêm những cái yếu tố phát hiện ra những cái bảo mật hay là những cái kẻ lừa đảo vân vân, để giúp cho những nhà đầu tư FT nó an toàn hơn ở trong thời gian tới. Thì nhìn chung á, đây là một trong những cái mà nó đang thực tiễn, và em nghĩ rằng là FT ở trong cái thời gian xa hơn nữa, ở trong những cái năm tới á, thì nó vẫn sẽ phát triển, nó vẫn sẽ gia tăng lên. Hiện giờ thì FT nó vẫn chưa bùng nổ đâu anh chị, hiện giờ FT vẫn đang nằm im ha chị ha, vẫn đang nằm im, chưa có nhiều sự thay đổi. Nhưng để mà nói là trong thời gian dài thì nó vẫn sẽ có, bởi vì là họ tạo ra một cái mảnh ghép của crypto là NFT, thì không lẽ họ không đánh đó mà chị, chắc chắn là sẽ có một cái cú đánh về NFT ở trong thời gian tới để anh chị có thể là xem xét nhé. Đó, thì đối với những cái dự án mà hỗ trợ thêm về NFT như thế này thì nó cũng sẽ có những cái yếu tố thực tiễn dành cho những nhà đầu tư về NFT. Rồi thì vừa qua chúng ta đã xem xét về những cái rủi ro ha, và cũng như là những cái yếu tố tốt điểm mạnh của cái dự án này, thì anh chị thấy rằng là chỉ có những cái rủi ro liên quan đến cái vấn đề là unlock nè. Nhưng mà cái vấn đề unlock đó ở trong cái thời gian ngắn hạn ở trước mắt á, thì nó cũng chưa có nhiều cái vấn đề unlock đâu, và giá cả thì hoàn toàn có thể là tăng trưởng được, thì anh chị có thể là xem xét qua những cái rủi ro đó. Kèm theo đó là những cái sản phẩm, thì hiện giờ những cái sản phẩm của nó cũng rất là tốt ha, cũng được backer bằng những cái ông lớn ở trong thị trường crypto này nữa, thì đó cũng là một yếu tố tương đối là an toàn để anh chị có thể xem xét qua. Và thông qua những cái thông tin đó thì bây giờ chúng ta hãy xem xét về vùng giá ở thời điểm hiện tại nha anh chị nhé. Thì ở trong thời gian vừa qua á, ở trong cái đợt unlock đầu tiên á, thì anh chị thấy là khi listing lên thì nó đã bị xả xuống. Thì cái lần đầu tiên khi bị xả xuống thì bao gồm những anh chị, thứ nhất là những anh em nào đầu tư ICO ha, được gọi như là unlock ra khoảng 20% nè anh chị nè, ở TGE ha, 20% thì chắc chắn là đã xả ở trong những cái vùng giá này, bởi vì là họ mua ở cái vùng là 0.055, cũng một khá là sâu ở dưới này. À, sâu ở dưới này thì khi mà tăng cao lên thì đương nhiên họ phải xả để chốt gốc về. Đó là cái yếu tố đầu tiên. Và tiếp đến là những cái lượt xả khác thì nó cũng đã đến từ những cái vòng ở đây ha chị ha, những cái vòng như là listing MM nè, những cái vòng grow nè, nói chung là rất là nhiều những cái vòng, trừ những cái vòng là team advisor hay là Sigra thì chưa được gọi như là unlock, nhưng mà thời gian tới mới được unlock thôi. Thì nhìn chung á, là ở trong giai đoạn đầu thì nó cũng đã bị xả, cái volume xả nó tương đối là lớn ở đây. À, và sau đó, sau khi mà nó sẽ từ cái vùng giá all time high của nó nha chị nha, từ vùng giá all time high của nó về tới cái vùng giá đáy vừa qua là khoảng 47%. Và nhìn ở trên chart thì anh chị thấy là volume bán bắt đầu cạn dần, cạn dần, cạn dần. Và hiện giờ thì cũng đang có những anh em gọi như là trade lướt sóng đang đánh lên. Và đối với dự án này á, thì em thấy là để mà nói hold ở trong dài hạn thì khó, nhưng mà để mà anh chị có thể là trade, để anh chị có thể trade thì vẫn có thể là được. Hiện giờ thì nó đang hình thành một cái trend tăng nha chị, nó đang hình thành một cái trend tăng như thế này ở trong ngắn hạn, ở đây là chạc 4 giờ. Thì để mà nói là anh chị trade lên được hay không á, thì hoàn toàn có thể là có, anh chị có thể là chi vốn ra anh chị trade cái dự án này. Em không khuyến khích anh chị hold, bởi vì là thực sự là cái dự án này thì nó còn đang có sự unlock và nó chưa có nhiều cái yếu tố tốt. Nhưng mà cái vấn đề khi mà thời gian đầu họ đã xả gần như là hết rồi đó, thì em nghĩ rằng là em hoàn toàn có thể là đẩy cao hơn, hoàn toàn có thể là đẩy cao hơn, để thứ nhất làm gì, để họ rút ra những cái quỹ họ phát triển là chị,
họ bán ở mức cao, họ rút cái số tiền đó ra để họ tập trung về marketing, về phát triển sản phẩm của họ ở trong thời gian tới, thì em nghĩ rằng là cái tỷ lệ mà cái dự án này nó x2 ha, cho đến là x3 x4 nó vẫn có thể là xảy ra. Và cái target của em á đối với dự án này nha chị nha, target 1 của em đối với dự án này nếu họ đánh lên đó, thì em nghĩ là sẽ vượt ra cái vùng đỉnh cũ này. Hiện giờ thì những cái dự án mà mới được gọi như là mở bán IDO, ICO vân vân thường sẽ được đẩy, hay là mở bán low back luôn vẫn sẽ được đẩy nha chị. Thì em tin rằng là cái vùng x2 đầu tiên của nó sẽ lăn quanh là khoảng 0.6 ha, quanh quanh 0.6 là sẽ là vùng x2. Và cái vùng mắc TP của em, TP2 của em á, thì là sẽ là 1 đô, tức là khoảng 200% ha, khoảng 200%. Thì anh chị có thể là xem xét để có thể là đánh ha, để trade, để kiếm thêm lợi nhuận ở trong thời gian tới ở những cái vùng giá này. Thì nói chung là em đã chỉ ra cho anh chị, thứ nhất là về cái sản phẩm của nó này, về vùng giá của nó, về cái unlock của nó này, nói chung là nó có rủi ro, không phải là không, nhưng mà để mà đánh lướt thì em thấy là cái khả năng vẫn có thể là lướt được, để x2 rồi x3 thì nó vẫn có thể là xảy ra. Thì anh chị có thể là xem xét ở trong thời gian tới những cái tỷ lệ này nha chị nha. Đó thì đây là cái sự phân tích nhanh chóng của em thôi về vùng giá, và cũng như là thông qua những cái vấn đề unlock để em đưa ra cái góc nhìn của em và cái dạng này liệu nó có thể là tăng trưởng được hay không. Thì anh chị có thể là xem xét và đưa ra quyết định đầu tư của mình, và không được xem là lời khuyên đầu tư nha chị nha. Đây là những cái rủi ro em đã chỉ ra cho anh chị thấy rồi, cho nên là anh chị hãy tự đưa ra, hãy tự phân tích, hãy tự đưa ra cái quyết định đầu tư của chính bản thân mình nhé. Rồi thì video ngày hôm nay em giới thiệu cho anh chị nhanh chóng đến đây thôi, và trong thời gian tới ví dụ như có những cái vùng giá nó tốt hơn hoặc là nó tăng trưởng như thế nào thì em sẽ đưa ra những cái cập nhật và những nhận định cho anh chị ở trong thời gian tới nhé. Rồi thì cảm ơn tất cả anh chị đã xem đến hết nội dung của video ngày hôm nay, và hẹn gặp lại tất cả anh chị ở trong những nội dung video lần sau.